Audio Jungle. Audio Jungle. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì có hứng nên mình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của một chú có phản hồi ở một cái video của mình. Ở đây là chú có hỏi là có giải cái tài liệu này không, thì cho xin với. Thì cái này mình cũng mới thấy ha. Thì bây giờ mình thử giải đề này, mình cũng có xem cái đề này thử rồi, tuy nhiên cái đề này mình chưa giải bao giờ ha. Thì đây là những cái hình cơ bản của lớp 5 thôi, tuy nhiên thì mình thấy một số hình có thể là không có sử dụng theo cái lớp 5 được, tức là lớp 5 giải rất là lâu. Tuy nhiên mình sẽ nâng cao hơn, mình sẽ sử dụng những cái lệnh nhanh nhất để chúng ta làm những cái hình này. Thì để tránh mất thời gian thì mình sẽ làm luôn nha. Bài số 1 thì rất là dễ rồi ha, hai hình vuông. Rồi mình sẽ bắt đầu làm từ bài số 2. Thì ở đây chúng ta thấy bài số 2 này là vẽ hình tam giác nha. Vẽ hình tam giác thì ở đây thì chúng ta thấy nè, vẽ hình tam giác tự nhiên nó xoay đúng hướng như thế này. Để xoay đúng hướng này, cái hình dưới này thì dễ hơn nè, tuy nhiên cái hình này xoay đúng hướng thì chúng ta sẽ vẽ cái góc này trước, hình số 1 trước, hoặc là hình số 2 này cũng vẫn được, không sao nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu luôn nha. Thì mình luôn luôn vô là rồi, bây giờ mình làm trong thủ tục luôn ha. Để chút xíu còn lệnh mình lưu lại, mình sẽ gửi cái file này ở phía comment để mọi người, nếu mà ai có nhu cầu thì chúng ta có thể tải về. Ở đây mình sẽ làm cái bài 2, bắt đầu từ bài 2 ha. Rồi đầu tiên là review, lý do nó là hình tam giác ha. Thì để vẽ hình này thì chúng ta, xin lỗi, mình vẽ hình tam giác trước đi, giải thích sau ha. Rồi FD 100, RT 120, được chưa? Thì đây là chúng ta vẽ được hình tam giác. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là bốn hình tam giác lồng vào nhau, bốn hình tam giác lồng vào nhau, nó xoay vòng như này. Thì trước tiên chúng ta sẽ xoay cho đúng hướng cái đã rồi chúng ta mới vẽ. Thì ở đây mình sẽ xoay 60 độ, RT 60 trước. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng câu lệnh lập lồng nhau. Rồi ở đây có bốn hình. Thì chúng ta sau khi vẽ xong một hình tam giác thì chúng ta sẽ RT 90. Rồi lưu ý là chúng ta phải có cái quạt này nha, khi mà chúng ta viết trong thủ tục nếu mà không có cái quạt này nó sẽ báo lỗi chúng ta. Rồi chúng ta thử cái bài 2, chưa biết chính xác không nha. Rồi ok, rồi giờ là xong bài 2. Tiếp tục chúng ta qua bài số 3, mình làm thật nhanh ha. Bài số 3 thì gồm 5 hình, thì mình sẽ sử dụng tiếp thủ tục này luôn. Đây là bài 3 ha. Thế đây chúng ta sẽ bỏ cái này. Thì tổng cộng là 5 hình, chúng ta để 5 vô. Và ở đây chúng ta là 72 độ, lý do là chúng ta lấy 360 chúng ta chia cho 5 ha. Có thể là chúng ta viết luôn cũng được, chia 5 vẫn được nha. Rồi như thế này. Rồi bài 3 mình chưa xóa ha, mình làm lại. Rồi ok, bài số 3. Rồi tiếp tục bài số 4 thì cũng tương tự như vậy thôi, là gồm 6 hình thì mình cũng copy luôn. Đây mình copy bài này cho nhanh nha. Bài số 4 và đây là 6 hình, xin lỗi, 6 hình. Ở đây thì chúng ta chơi chia 6. Rồi ok, vậy thôi. Mình xóa bài cũ đi đã. Rồi bài số 6, xin lỗi, bài 4 nhầm, 6 hình như này. Rồi tiếp theo, bài này cũng giống hệt thôi, không có gì hết. Đây chúng ta thấy mình chỉ vẽ hình thôi ha, còn mấy cái phần này không quan tâm tới, lý do cái hình này chúng ta đã vẽ rồi thì chúng ta chỉ còn cái hình này thôi. Còn hình này thì dễ rồi, không có gì khó ha.
làm thử. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác cho nó hướng lên ha. Hướng lên thế này. Còn nếu các bạn nào muốn hướng 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 lên mà xoay sang phải thì chúng ta vẽ bắt đầu từ đây. Còn nếu mà xoay sang trái thì chúng ta bắt đầu từ đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng tiếp bài đó luôn. Bài 5. Bài số 5. Rồi ok. Ở đây thì cho nó biết 6 luôn ha. Rồi, mình ở đây mình sẽ đổi lại thành LT 20. Nhưng mà trước khi vẽ thì chúng ta lưu ý là chúng ta cho con rùa nó nằm ngang qua thì chúng ta có RT 90. Này. À, sau khi vẽ xong một hình tam giác thì để vẽ hình tam giác thứ hai nó phải tiến về phía trước. Làm bộ dài tương đương với cái hình tam giác vừa vẽ. Rồi. Chưa biết đúng không nha. Mình cũng chưa thử. Rồi. Bài số 5, mình xóa nó đi. Rồi, như thế này. Lý do là chúng ta chàng quá ha. Chúng ta vẽ nó chỉ cái sân chơi của rùa nó chỉ thôi, mức giới hạn ở mức này thôi. Do chúng ta làm đường lớn quá. Còn nếu bạn nào muốn cho cái sân xoay sân nó lớn hơn thì chúng ta có thể vào đây chúng ta chỉnh đây cho cái sân nó lớn hơn. Đây nó giới hạn ở 500 thôi, chúng ta có thể là cho nó lớn hơn vẫn được ha. Tuy nhiên mình vẫn để cái thứ cũ như này đi. Rồi tiếp theo đây bài này thì chúng ta nhìn quan sát đây, chúng ta thấy rõ ràng đây là những cái hình vuông ha. Những hình vuông thì ở đây mình sẽ sử dụng câu lệnh lập lồng nhau với ba lệnh lập. Thứ nhất là lệnh lập để vẽ hình vuông lớn, thứ hai lệnh lập vẽ hình vuông nhỏ, rồi sau đó chúng ta sẽ xoay một vòng này 4 lần lập này. Rồi áp dụng vô làm luôn ha. Bài số 6. Bài 6 thì trước khi vẽ thì mình sẽ xoay con rùa sang 45 độ nha. Lý do là ở đây chúng ta thấy nè, con rùa đặt ngay vị trí tâm này. Nó muốn vẽ hình thứ nhất thì chúng ta phải xoay 90 độ trước. Rồi, xin lỗi 45 độ trước. Ở đây chúng ta repeat 4 thôi. Đây thì do nó hình vuông thì ở đây hình vuông lớn mình để là 100 đấy ha. RT 90. Rồi, mình tiếp tục với một cái hình vuông nhỏ nữa. Hình vuông nhỏ này chúng ta sẽ cho độ dài cạnh là 50 thôi. Rồi, sau khi vẽ xong thì nó sẽ quay RT 90 như này. Rồi, bài 6. Đây. Như này. Mình như xong bài 6. Rồi, tiếp tục. Ở đây thì tương tự như thế ha. Đây cũng tương tự như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ lặp lại là 8 lần. Chúng ta thấy là có rõ ràng là 8 hình vuông như thế này. Đây, 8 hình vuông lớn này. Thì chúng ta vẽ, chúng ta có thể là hướng giống hệt cái bài kia cũng được. Tuy nhiên chúng ta có thể là không cần là xoay trước khi vẽ cũng được. Nha, mình sẽ copy bài trên luôn. Bài 7 ha. Ở đây mình bỏ luôn cái này. Tuy nhiên mình sẽ đổi ở đây là 8. Ghép 2 lần ha. Đây mình sẽ đổi thành 45 độ. Mỗi lần vẽ xong thì nó quay 45 độ thôi. Rồi, thử ha. Đây. Rồi, tiếp tục. Đây, chúng ta thấy quan sát đây là gồm những cái hình lục giác nha. Lục giác thì chúng ta cũng sử dụng câu lệnh lập lòng nhau, một hình, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình. Rồi sáu hình lục giác lòng vào nhau. Rồi bài số cái này đi, bài số 8 ha, số 9, số 8. Rồi
Tới bài số 8. Đây là hình lục giác lồng nhau ha. Vậy thì 6 hình lục giác chúng ta đây đổi thành rubik 6. Đây, nó quan sát kỹ lại. Rồi, rùa vẽ từ tâm. Rồi, đây là 60. 60 chia 6. Rồi. Thử cái đã. Bài số 8. Đây. Ok ha. Chúng ta sẽ được cái hình này. Rồi. Đây, còn lại này thì đây, hình tam giác ha. Vậy chúng ta điểm cái mũi nhọn như này. Một mũi nhọn là một hình ha. Một hình, hai hình, ba hình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai hình. Rồi, mình thử lặp lại 12 lần cái hình tam giác thử xem. Tiếp tục ha. Copy luôn. Đây, trên đây, hình tam giác. Mình thử ha. Bài số 9. 12 lần hình tam giác. Rồi, để chia cho 12 thử nó chính xác không ha. Tục bài số 10. Đây. Thì bắt đầu từ những cái bài này thì nó hơi hơi khác khác chút xíu. Nếu mà chúng ta sử dụng cái lệnh mà học ở trong chương trình sách giáo khoa lớp 5 thì chúng ta vẽ cái hình này nó hơi hơi lâu. Tuy nhiên thì ở đây nâng cao hơn, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bằng câu lệnh for. Ha. Rồi. Mình sẽ copy một bài. Bài số 10 ha. Bài 10. Mình sẽ sử dụng câu lệnh for. Các bạn xem cái cấu trúc câu lệnh for ha. Rồi. Mở ngoặc ra. Biến. Sau đó là ví dụ cái độ dài cạnh hình nhỏ đầu tiên là 10. Và ở đây mình muốn vẽ 2 4 6 8 10 11. Đây mình vẽ. Nếu mà tăng mỗi lần 10 thì chúng ta sẽ tăng lên 100 đi. Như này. Kết thúc là 100 và tăng mỗi lần là 10. Rồi. Ở đây mình sẽ sử dụng lệnh repeat. Mình sẽ xin lỗi. Đây. Xin lỗi nhầm, mình đây là vẽ hình tam giác là 3, nhầm ha. Thì FD Y, mình gọi cái biến Y này ra. Đây, thì đầu tiên Y sẽ nhận giá trị là 10, thì nó FD 10 nha. Rồi, RT 1 2 10. Để kiểm tra xem. Rồi, ok. Đây chúng ta quay cái góc này 30 độ chúng ta vẽ ha. Ngoặc lại. Chúng ta thêm một ngoặc nữa ha. Ngoặc này là của dòng for ha. Ngoặc này là của Revis. Rồi chúng ta trước khi vẽ chúng ta sẽ xoay nó một cái RT 1. Xin lỗi 30 độ. Rồi mình thử ha. Bài 10. Đây. Nếu mà bạn nào muốn cái hình lớn hơn, nếu mà rộng hơn thì chúng ta có thể đổi cái dòng for này một chút xíu. Ở đây mình sẽ đổi dòng for này lên. Bài số 9 xin lỗi. Bài 10 mình đâu rồi? Bài 10 nó nhảy lên đầu ha. Do nó có số 1 ở trước. Rồi. Đây mình sẽ tăng này lên. Ví dụ giá trị đây là 200. Và tăng mỗi lần là 20. Mang giá trị đầu tiên là 20 đi. Đây, sẽ lớn hơn như này. Rồi
Tiếp tục bài tiếp theo, bài số 11. Rồi. Cũng tương đối ha. Mình ở đây mình cũng sử dụng câu lệnh lập lòng nhau thôi. Nay thì chúng ta vẽ một cái hình tam giác đầu tiên. Cái này. Thì trước khi vẽ chúng ta xoay cho nó RT30 trước. Vẽ cho cái hình tam giác nó nằm ngang. Rồi. Chúng ta copy một bài ha. Đây mình để là bài 11. Xoay ra 30 độ trước ha. Rồi, yêu cầu chúng ta là vẽ hình tam giác thì chúng ta đã có hình tam giác. Thì sau khi vẽ xong một hình tam giác rồi, con rùa nó sẽ tiến thẳng về trước. SD. Cạnh là 100 thì tiến thẳng 100. Rồi. Chúng ta thấy nè. Ở đây chúng ta vẽ xong một hình. Mình đặt con rùa ở vị trí này. Vẽ xong một hình thì khi đó chúng ta sẽ tiến vẽ xong hình nó tiến lên đây thì nó nằm ở vị trí này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn lặp lại thì chúng ta phải đưa rùa về phía này. Vậy thì tiếp tục thôi. Mình có thể sử dụng cái lệnh là RT60 để lúc nãy là chúng ta đã quay 30 rồi. Đã có 30 rồi thì bây giờ tới 60 nữa thì cho nó chẳng 90. Sau đó thì chúng ta sẽ lùi, sử dụng lệnh BK để lùi cái đoạn. Chúng ta thấy ở đây cái đoạn này, cái cạnh này là 100 thì chúng ta đang nằm ở chính giữa này thì chúng ta sẽ lùi lại phân nửa thôi, là lùi là 50. Rồi BK 50. Rồi tiếp theo sau khi lùi lại thì chúng ta tiếp tục chúng quay quay về vị trí cho nó LT 60. Ở đây mình cho 4 luôn. Rồi, bây giờ mình thử ha. Chưa biết đúng không nữa. 11. Rồi, hơi nhầm rồi nha, hơi nhầm rồi. Đấy, đấy, hơi nhầm rồi đấy. Rồi, làm lại ha. Đấy. Chúng ta hơi dư ở đây một cái. Hơi dư đây. Đó là tiến về đây nè. Con rùa chúng ta đặt hơi hơi sai chỗ này nha. Rồi. Tiếp theo bài số 12. Thì lệnh này thì cũng cơ bản thôi, cũng sử dụng lệnh lập lòng nhau nữa nha. Bài 12. Bài này hơi dài ha, mình copy bài này ngắn ngắn đi. Rồi bài mình để là bài 12. Mình bỏ này ha. Rồi. Đây cái hình này thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hình vuông 4. Và cái hình vuông này tương đối nhỏ thôi, chúng ta để là 10 hoặc 20 vậy đó. 10 thôi. Rồi RT. Ở đây chúng ta thấy là nó quay về phía bên trái thì chúng ta sử dụng LT 90. Rồi. Đầu tiên con rùa chúng ta thấy đếm thử cái số 2, 4, 6, 8, 10, 12. Chúng ta thấy là 12 nhánh như thế này thì chúng ta có repeat 12. 12. Rồi. Đầu tiên con rùa sẽ tiến lên FD 100. Tiến lên sau đó tới đây chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông nhỏ. Sau khi vẽ xong hình vuông nhỏ thì con rùa nó sẽ lùi lại BK. Tiến lên 100 thì lùi lại 100. Tiếp tục nó sẽ xoay về phía bên phải bên trái cũng được hết ha. Thì xoay về bên mình thường thường thuận bên phải, mình xoay bên phải ha. Mình chia cho 12 đây là được 30 độ ha. Bạn nào không không thích chia thì có thể 30 60 chúng ta chia cho 12. Rồi ok. Rồi bài số 12 đây như này. Rồi. Ta có thể cho cái hình vuông này lớn hơn chút xíu, 20 cũng được. Rồi, hình số 13. Hình số 13 này tương đối thôi. Đây là những cái hình vuông chúng ta quan sát, đây thấy là hình vuông nè. Thì chúng ta đếm một góc là một hình vuông. Rồi bắt đầu từ chỗ này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Rồi, ok, 12 hình. Thì chúng ta sử dụng lại con lệnh đó nữa.
ha, sử dụng lại câu lệnh này đi, repeat 12 luôn, chúng ta khỏi đổi nhiều ha. Mã số 12, repeat 12 đây. Rồi ở đây thì mình để là bài 13. Đầu tiên là vẽ một cái hình vuông. Đây, hình vuông độ dài cạnh là 100 đi. Cho nó xoay về phía bên phải đi ha. RT. Sau khi vẽ hình vuông thứ nhất xong, nó sẽ xoay. Rồi, ok. Bài 13. Rồi. Rồi, tiếp tục. Mình còn một bài cuối cùng. À, để nghiên cứu xem. Cái bài này tương đối ha. Một số bạn ở trường thì hay vẽ ra cái hình này. Hay vẽ ra hình này. Tuy nhiên ở đây thì mình chưa có xác định được cái cách vẽ, thì ở đây mình sử dụng ba cái lệnh lập chung vào một câu. Thì ở đây đầu tiên vẽ hình bên phải xong, mình sẽ quay qua đây vẽ hình bên trái xong rồi tiến lên vẽ tiếp nha, giữ cho nó gọn. Rồi mình sử dụng câu lệnh lập, mình repeat, rồi đổi thành 14. Ở đây chúng ta thấy có 6 cái hình này nè, chúng ta thấy đi từ đây đây là hình lục giác nha, tức là 6, thì chúng ta để xin lỗi bài 14 nhé, repeat 6. Rồi sau khi đó thì trong này thì chúng ta sẽ có repeat 3 để vẽ một cái hình tam giác quay phía bên phải, RT 120. Rồi sau đó tiếp tục sử dụng một câu lệnh này nữa để vẽ hình bên trái, LT 120. Sau đó con rùa sẽ tiến thẳng về phía trước là FD 100. Rồi 360 chúng ta chia cho 6. Rồi, câu lệnh tương đối dài ha, hơi dài đó. Bài số 14. Đây. Rồi. Thì ở bài số 14 này thì bạn nào có cái cách giải mà cái câu lệnh mà ngắn hơn thì chúng ta có thể comment ở phía dưới cho các bạn xem video, có thể là học hỏi. Thì ở trường mình cũng thấy một số em vẽ được cái hình này, tuy nhiên không có sử dụng câu lệnh dài như thế này, mà mình không có để ý là cái câu của em viết như thế nào, tại vì mình không có tìm được cái quy luật để viết. Khi mình tìm không được quy luật thì mình không hướng dẫn các em vẽ được ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thì chúc các em thi tốt ở học kỳ 2 này.